Hơn cả một tựa game, FIFA 24 đã cùng huấn luyện viên trải qua hành trình 2 năm đầy trải nghiệm tuyệt vời. Hãy cùng khám phá những con số ấn tượng mà cộng đồng FIFA 24 Việt Nam đã cùng nhau tạo nên. Hơn 6 triệu 800 nghìn người chơi đã trở thành huấn luyện viên tài năng của hàng triệu đội bóng trong mơ tại Việt Nam. 791.085.743 là tổng số trận đấu đã diễn ra trên tất cả các môn chơi của FIFA 24. Hơn 2 tỷ bàn thắng ghi được trong số hơn 5,8 tỷ cú sút được tất cả huấn luyện viên thực hiện suốt 2 năm qua trên toàn server Việt Nam. Hơn nữa, thị trường chuyển nhượng trong FIFA 24 vô cùng sôi động khi số lượt giao dịch được thực hiện chóng mặt, đạt con số 654.905.812 lượt giao dịch thành công. Số lần nâng cấp cầu thủ thành công đạt 650.464.789 lần, tương đương hơn 650 triệu lần huấn luyện viên vỡ òa trong cảm xúc thăng hoa. Và càng tuyệt vời hơn, các huấn luyện viên còn được tha hồ đắm chìm cùng niềm tự hào Việt Nam vươn tầm thế giới với 14 cầu thủ Việt Nam đã được ra mắt. Đây cũng là lý do vì sao bộ đồng phục Việt Nam được huấn luyện viên sử dụng nhiều nhất trong các trận cầu nóng bỏng của FIFA 24. 6.475 là số lượng câu lạc bộ FIFA 24 đã được thành lập, một nơi tuyệt vời để những người anh em chung đam mê cùng giao lưu gắn kết. 1.297 là số giải đấu đang diễn ra bao gồm cả online và offline, thu hút hơn hàng chục nghìn vận động viên từ không chuyên, bán chuyên đến chuyên nghiệp tham gia thi đấu. Chúng ta đã cùng nhau tạo nên những con số ấn tượng này và sẽ tuyệt vời hơn khi chúng ta cùng nhau viết tiếp những cột mốc mới, chạm đến những đỉnh cao mới. Vậy bạn có tò mò về những dấu ấn và con số tuyệt vời mà bạn đã đạt được với FIFA 24? Bạn muốn chắc chắn nhận thẻ cầu thủ Việt Nam và hàng loạt quà tặng hấp dẫn khác? Tất cả sẽ có tại sinh nhật 2 tuổi FIFA 24, xe dấu ấn, quẩy sinh nhật, quà bất tận từ 14 đến 21 tháng 6 năm 2020. Tại sinh nhật.l4.garena.vn.